Vì sao một số người sinh ra đã giàu có và hạnh phúc, còn số khác thì không? Bí ẩn về tiền tài, vận mệnh và các điểm hung cắt trong thế giới tâm linh. Phải làm gì để có được sự cân bằng? Đồng tiền càng khôn Tây Tạng, bảo vật phong thủy với khả năng thu hút may mắn. Tiền tài là lá bùa hộ mệnh bình an cho chủ sở hữu. Phát tích từ Tây Tạng, nơi con người tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của tự nhiên và thần Phật. Đồng tiền càn khôn mang trong mình một nguồn năng lượng vô hình to lớn. Nguồn sức mạnh ấy có khả năng làm thay đổi vận mệnh, mang lại cho chủ sở hữu những điều may mắn tốt đẹp. Không những vậy, sức mạnh to lớn ấy còn có khả năng lan tỏa cho những người thân xung quanh bạn và cũng sẽ mang lại cho họ nhiều sự may mắn bất ngờ. Đồng tiền được chế tác thủ công và chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Vòng xoay 12 con giáp được mạ vàng và đá đính hai màu ở trung tâm vô cùng nổi bật, giúp điều hòa âm dương, lan tỏa nguồn sức mạnh thần kỳ. Đồng tiền càn khôn Tây Tạng vừa là một món trang sức độc đáo sang trọng, vừa là bảo vật phong thủy mang lại may mắn, như một lá bùa hộ mệnh bình an mà bạn nên mang theo bên mình, giúp giữ tâm thanh tịnh, chí sáng, khởi trừ tà khí, bảo hộ bình an và xua đuổi điềm gở. Sở hữu đồng tiền càn khôn ngay hôm nay để được giảm giá và nhận quà tặng là một dây chuyền trị giá 120.000 đồng. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0985 110 044 để đặt hàng và được tư vấn miễn phí.